Thân ái chào các em. Bài học trước chúng ta đã chấm dứt được cái phần giới hạn của hàm số. Thế bài học ngày hôm nay thì thầy muốn trình bày cho các em cái phần liên tục, khái niệm liên tục của hàm số. Thế thì trước khi chúng ta phải vào bài học mới thì tuần rồi chúng ta có một cái ví dụ, một cái bài tập nho nhỏ về nhà liên quan đến một cái dãy số. Thế thì thầy muốn giải quyết cho các em cái ví dụ đó, sau đó thì chúng ta sẽ bắt tay vào để mà học bài học mới, nghiên cứu về cái khái niệm liên tục của hàm số. Thế bây giờ chúng ta giải quyết trước cái bài tập về nhà của bài trước nhé. Thế thì bài trước về nhà thì thầy có cho các em đi tìm cái giới hạn khi n là tính là cộng vô cực của cos x trên 2 nhân cho cos x trên 4 nhân tâm chấm nhân cho cos của x chia cho 2 định thừa n. Thế thì trong bài học trước thì thầy có gợi ý cho chúng ta là chúng ta sẽ nhân tử vào mẫu cho cái số 2 lũy thừa n là nhân cho sin của x chia cho 2 lũy thừa n. Nhân cho bao nhiêu thì chúng ta sẽ chia cho bấy nhiêu, điều đó là đương nhiên. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ sở dĩ mà chúng ta nhân như vậy để chúng ta hy vọng chúng ta dùng được cái công thức đó là sin x nhân cos x bằng 1 phần 2 sin 2x. Thế thì chúng ta sẽ giải quyết cái chỗ này các em. Đó, chúng ta thấy có cái chỗ này nó khá tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó bằng cái gì? 1 phần 2. 1 phần 2 với 2 lũy thừa n này nữa. 2 lũy thừa n là 1 phần 2 chia cho 2 thì còn lại là 2 lũy thừa n là trừ 1. Và chỗ này chúng ta còn lại là sin của góc 2x chia cho 2 lũy thừa n. Đơn giản cho 2 đi thì chúng ta còn lại sin của x chia cho 2 lũy thừa n là trừ 1. Và ở đây thì chúng ta còn lại cos của x trên 2 vân vân cho đến cos của x chia 2 lũy thừa n là trừ 1 ở chỗ này. Và một cách tương tự như vậy chúng ta cũng thấy rằng chỗ này nó có cái dạng công thức lượng giá. Và vân vân chúng ta sẽ gộp miết nó lại. Thì lúc này chúng ta sẽ gộp hai cái chỗ này lại với nhau vân vân. Và cứ rút gọn dần lại và theo đúng với quy luật. Thì chúng ta sẽ còn lại ở đây là cái cos x trên 2 thì đương nhiên sẽ phải còn lại ở chỗ này là sin x trên 2. Như vậy đằng trước nó sẽ còn lại số mấy cũng không khó. Chúng ta thấy ở đây là 2 lũy thừa n là trừ 1, 2 lũy thừa n là trừ 1 thì đằng trước của nó phải là 2 lũy thừa n là trừ 1. Vậy ở đây là số 2 thì đương nhiên chúng ta thấy đằng trước nó phải là số 2. Và mẫu số thì viết lại thôi. Và lúc này thì công thức ở trên tờ khá đẹp. Chúng ta sẽ có được nó bằng cái gì? 2 lần sin x trên 2 cos x trên 2 bằng sin x. Và mẫu số thì chúng ta viết lại. Và thì chúng ta biến đổi cái này một chút rồi chúng ta để ý với nhau một chút chỗ này khi n là tiến ra cộng vô cực thì cái x chia cho 2 lũy thừa n là này nó dần về không. Và ta sẽ hy vọng ta sử dụng được cái giới hạn quen thuộc đó là sin ux chia ux sẽ dần về 1 khi ux dần về 0. Cho nên ở đây thì chúng ta sẽ viết lại như sau. Cái sin x này nó không phụ thuộc vào chữ n. Ở đây cái đại lượng của chúng ta là n là dần ra cộng vô cực chứ không phải chữ x, coi chừng chúng ta nhầm. Thế thì sin x của chúng ta viết lại ở đây. Thế còn 1 chia cho 2 lũy thừa n là chỗ này đây. Thầy giải quyết bằng cách đưa lên tử nhé. Để nó hy vọng chúng ta có được cái ux chia sin ux. Thế thì đưa lên tử thì nó sẽ phải được là 1 chia cho 2 lũy thừa n. Vậy thì mẫu số của chúng ta còn lại là sin của x chia cho 2 lũy thừa n. Nhưng mà đây là x chia 2 lũy thừa n là thì trên tử cũng phải cần có x chia 2 lũy thừa n này. Như vậy thì số 1 này thầy bôi đi nhé. Thầy nhân cho x. Nhân cho x thì đương nhiên cũng phải chia cho x, lúc đó nó mới hòa vốn được. Và chúng ta để ý thấy chỗ này thì rõ ràng nó đóng vai trò là ux chia cho sin ux. Khi ux dần đến 0, quả thực khi n là tiến đến cộng vô cực thì x chia cho 2 lũy thừa n là chỗ này dần về 0, cho nên là cái chỗ này của chúng ta nó dần đến 1 khi n là tiến đến cộng vô cực. Do thế mà a của chúng ta nó sẽ bằng sin x chia x thôi. Giới hạn của chúng ta đây. Có chừng cái chữ x này không phải là biến đâu. Ở đây cái dãy số n là nó chạy các em nhé. Thầy vừa mới giải quyết cho các em xong được cái ví dụ về nhà, cái bài tập về nhà. Thế thì bây giờ thì chuẩn bị bước qua bài mới. Hàm số thì nó có nhiều cái khái niệm.
nhiều lắm, phải tập xác định rồi giá, tập giá trị rồi hàm số chẵn, hàm số lẻ rồi đủ thứ, tất cả những khái niệm đó được học trong chương trình phổ thông. Thế thì chúng ta còn có một khái niệm là giới hạn của hàm số thực sự cũng đã được học ở trong phổ thông rồi. Thế thì ở cái toán cao cấp nó chỉ đào sâu hơn một chút. Người ta quan tâm đến một số những cái dạng vô định khó mà ở phổ thông chúng ta không có được dịp nghiên cứu. Bây giờ thì chúng ta lại học tiếp một cái khái niệm nữa là khái niệm liên tục của hàm số. Chúng ta cũng đã được làm quen một chút ở phổ thông. Thế thì ở đây toán học cao cấp thì nó hơi sâu hơn một chút, nó đào sâu hơn lý thuyết một tí thôi. Mà cái cách nghĩ của nó cũng giống giống như là phổ thông vậy các bạn. Thế thì bài học mới của chúng ta đó là cái phần là hàm số liên tục. Trước hết thì chúng ta xem cái khái niệm của hàm số liên tục nó là cái gì. Chúng ta cho một cái hàm số f được xác định trên một cái khoảng mở y chứa cái x0. Thế thì người ta định nghĩa như thế này, y như là cái khái niệm ở phổ thông. Đó là nếu mà hàm số f của chúng ta liên tục tại x0 thì nếu mà cái giới hạn của hàm số f khi x dần về x0 nó bằng f(x0). Thế thì thông qua cái định nghĩa này thì chúng ta thấy như thế này này. Muốn cho hàm số liên tục tại x0 nó đòi chúng ta phải thỏa 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, các em quan sát thì chúng ta thấy muốn có f(x0) nghĩa là hàm số của chúng ta phải xác định tại x0. Do vậy ngay từ đầu chúng ta thấy rằng giả thiết f, hàm số f của chúng ta nó được xác định trên một cái khoảng mở y, và cái khoảng này nó phải chứa cái giá trị x0, tức là hàm số f của mình nó xác định luôn tại điểm x0. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai nữa là cái giới hạn của hàm số f của chúng ta nó tồn tại tại x0. Và cái điều kiện thứ ba là cái giới hạn f tại x0 đó nó phải bằng đúng cái giá trị của hàm số tại x0. Thì lúc đó hàm số của chúng ta mới liên tục tại x0 được. Rồi bây giờ thì chúng ta lại nghiên cứu, chúng ta lại xem xét tiếp một cái khái niệm nữa. Đó là cái khái niệm về liên tục bên phải hoặc bên trái. Vậy thì hàm số f mà liên tục bên trái tại x0 nếu điều sau đây xảy ra. Đó là giới hạn của f tại bên trái x0, tức là khi x tiến tới x0 trừ bằng f(x0). Thì lúc đó người ta gọi đó là giới hạn bên trái. Chúng ta còn có một khái niệm nữa là hàm số liên tục bên phải tại điểm x0. Nếu cũng tương tự, giới hạn bên phải của hàm số f tại x0 nó bằng f(x0) luôn. À, như vậy thì chúng ta lại, thầy muốn lại dừng lại ở đây một chút xíu, thầy nói chuyện thế này. Vậy thì một cái hàm số mà nếu nó liên tục bên phải và đồng thời nó liên tục bên trái thì vấn đề đặt ra là nó có liên tục tại x0 hay không? Thế thì Cam lại nhìn, Cam thấy ngay cái chỗ này các em. Giới hạn bên trái tại x0 bằng f(x0), giới hạn bên phải tại x0 cũng bằng f(x0). Thì bài giới hạn hàm số ở những bài trên cho ta biết rằng giới hạn của hàm số f tại x0 tồn tại và cũng bằng f(x0) luôn. Nghĩa là nó cũng liên tục tại x0. Do vậy nếu hàm số f liên tục bên phải và liên tục bên trái thì đương tại x0 thì đương nhiên nó cũng liên tục tại điểm x0 của chúng ta. Bây giờ một vấn đề mà thầy muốn giúp các em một chút. Vậy thì khi nào thì một hàm số không liên tục tại x0? Sắp tới đây thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà nghiên cứu cái hàm số không liên tục tại điểm nào khá quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta cần chú ý cho thầy. Vậy thì khi nào một hàm số không liên tục tại một điểm, chúng ta lại tiếp tục theo dõi. Vậy thì một vấn đề đặt ra vừa rồi thầy mới nói, hàm số f không liên tục tại x0 khi nào? Thế thì bây giờ chúng ta tạm thời quên cái giả thiết f xác định trên khoảng mở y chứa x0, phải cho một bài tổng quát. Như vậy thì nếu nó liên tục thì nó phải có cái đẳng thức này xảy ra. Vậy nếu cái điều này không xảy ra thì nó không liên tục.
Vậy khi nào thì lim của f khi x dần đến x0 không bằng fx0? Tức là cái điều này không xảy ra. Thì chúng ta hiểu một cách sâu xa hơn một chút. Có khả năng fx0 không tồn tại. Fx0 không tồn tại nghĩa là hàm số f của chúng ta không xác định tại x0. Thì đương nhiên hàm số không thể nào liên tục tại x0 được. Đó là chuyện thứ nhất. Nhớ nhé. Rồi bây giờ chuyện thứ hai các em. Bây giờ nếu mà cái giới hạn của f tại x0 cũng không tồn tại, thì đương nhiên hàm số f của chúng ta cũng không thể nào mà liên tục tại x0 được. Đồng ý các em nhé. Rồi vậy thì bây giờ còn trường hợp nào có thể xảy ra nữa hay không? Đó là nếu giới hạn của f tại x0 tồn tại, đồng thời f cũng xác định tại x0, tức là fx0 cũng tồn tại, nhưng cái giới hạn này lại không bằng fx0, thì lúc đó f cũng không liên tục tại x0. Vậy còn điều gì xảy ra được nữa? Còn có thể điều sau đây: giới hạn bên trái tại x0 không tồn tại thì f cũng không liên tục. Giới hạn bên phải tại x0 không tồn tại thì f cũng không liên tục tại x0. Hoặc là cả hai giới hạn trái tại x0 và giới hạn phải tại x0 tồn tại nhưng chúng khác nhau thì cũng làm cho hàm số của chúng ta không liên tục tại x0. Như vậy thì cái việc mà cái cách nhận biết một cái hàm không liên tục tại x0, các em để ý, nó có khá nhiều các tình huống có thể xảy ra cho chúng ta. Vậy thì và thêm một cái điều mà người ta định nghĩa nữa, đó là nếu f không liên tục tại x0, người ta còn gọi đó là hàm số f gián đoạn tại x0, hay người ta còn gọi x0 là điểm gián đoạn của hàm số f. Sau những bài học tới là chúng ta sẽ đặc biệt nghiên cứu về cái tính chất của cái điểm gián đoạn của hàm số. Thế thì bài học ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ quanh quẩn ở một số những cái khái niệm mà cơ bản nhất về về hàm số, về về tính chất liên tục của hàm số mà thầy vừa mới nêu. Thế thì tóm lại như thế này là nhớ cho thầy chuyện này thôi, rồi để chúng ta sẵn chuẩn bị làm bài tập. Đó là nếu f liên tục tại x0 thì chúng ta có lim của f tại x0 bằng fx0. Còn khi nó không liên tục tại x0 thì điều đó không đúng. Mà để điều đó không đúng thì có rất rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Chúng ta cứ bình tĩnh suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy được vấn đề nó không liên tục ngay. Thế bây giờ chúng ta có thêm một cái mệnh đề nữa, một cái định lý nhỏ nhỏ để chúng ta dùng nó để chúng ta chứng minh được một số những cái tính chất khác của liên tục. Thầy cho f là hàm số xác định trong khoảng mở chứa x0. Thế thì ba cái mệnh đề sau đây các em lưu ý nó là tương đương với nhau. Mệnh đề thứ nhất, thầy cho f là hàm số liên tục. Thì khi f liên tục tại 0 nó sẽ tương đương với cái định nghĩa giới hạn của hàm số. Đó là lim của f khi x tiến đến x0 bằng fx0, chúng ta diễn tả nó bằng ngôn ngữ epsilon delta như sau. Đó là với mọi epsilon dương sẽ có một cái số delta dương sao cho trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta, lớn hơn không. Và dĩ nhiên x phải thuộc vào cái tập xác định của hàm số, đó là x thuộc y. Từ tất cả những cái điều giả thiết này mà chúng ta kéo theo được trị tuyệt đối của fx trừ cho fx0, nhớ chỗ đó ha, bé hơn epsilon, thì hai mệnh đề 1 và 2 của chúng ta là tương đương. Hoặc là chúng ta có thể chuyển nó về dãy trong giới hạn của hàm số. Đó là ta cho một lấy một cái dãy số tùy ý trong cái tập xác định y, và cái dãy số đó của chúng ta nó dần về x0 khi n là tiến ra cộng vô cực. Thì ta cũng kéo theo được f của xn là cũng tiến về fx các em nhé. Thì ba cái mệnh đề này của chúng ta là tương đương với nhau. Chúng ta còn có một cái định nghĩa nho nhỏ nữa thôi, thì chúng ta sau đó chúng ta sẽ hiểu tất cả những cái điều mà thầy vừa mới nói với các em đấy. Thì thông qua đó bằng những cái ví dụ để chúng ta thấy được vấn đề.
Thế bây giờ còn một định nghĩa khá khá đơn giản như thế này. Đó là thầy cho hàm số f của chúng ta nó xác định trên đoạn AB. Có những khái niệm sau đây, hai khái niệm thôi. Khái niệm thứ nhất là vậy thì hàm số f liên tục trên khoảng AB nghĩa là gì? Chuyện này không khó, tức là nó liên tục tại mọi điểm x0 thuộc vào cái khoảng AB đó. Vậy thì một khái niệm đương nhiên có thể từ đây, đương nhiên là mình sẽ phải thắc mắc, vậy thì có cái khái niệm f liên tục trên đoạn AB không? Đương nhiên có, khi nó thỏa ba điều kiện sau đây. Thứ nhất là nó phải liên tục trên khoảng AB, tệ nhất là nó phải liên tục trên khoảng. Và cái nhìn đây thì thấy các em, đoạn tức là lấy luôn cả điểm A, vậy thì nó phải liên tục về bên nào? Bên trái tại điểm A. Xin lỗi thầy nói nhầm, từ đây qua là bên phải. Và B thì nó liên tục ở bên trái tại điểm B. Thế thì nếu mà nó thỏa ba điều này thì ta bảo rằng F liên tục trên đoạn AB. Như vậy thì chúng ta thấy vừa mới nhắc lại cho các em một số những cái khái niệm liên quan đến liên tục, rồi ba cái mệnh đề tương đương và cái định nghĩa liên tục trên khoảng trên đoạn. Bây giờ thì chúng ta theo dõi một số những cái ví dụ nhé. Thầy đề nghị như thế này. Chứng minh rằng cái hàm số f được định bởi f(x) bằng sin x liên tục tại mọi điểm x0 thuộc R. Nghĩa là hàm số f của chúng ta nó liên tục trên tập R luôn. Liên tục với mọi x0 thuộc R. Thế thì thầy sẽ sử dụng cái định nghĩa ba cái mệnh đề tương đương vừa rồi đó để thầy chứng minh nhé. Trước hết thì thầy xem một cái epsilon dương tùy ý. Và vấn đề của chúng ta là bây giờ sẽ chọn cái delta bằng bao nhiêu để sao cho cái trị tuyệt đối của x chữ x0 của chúng ta nhỏ hơn delta và dương dương để cho bảo đảm x khác x0 thôi, cũng chẳng có cái gì ghê gớm cả. Mà ta dẫn đến được trị tuyệt đối của fx trừ fx0 nhỏ hơn epsilon, nhớ fx0 nhỏ hơn epsilon. Thế bây giờ chúng ta cũng giống như những bài giới hạn trước, thầy muốn đưa cái điều cần chứng minh đó là fx trừ fx0 ra ngoài để chúng ta ước lượng. Thế thì fx của chúng ta nó là gì? Nó là sin x, fx0 là sin x0 trừ đi. Ta dùng công thức lượng giác các em. Thế thì nó bằng trị tuyệt đối sin trừ sin bằng 2 lần cosin. Góc đầu cộng lại chia 2 nghĩa là x cộng x0 chia 2. Và góc sau là x trừ x0 chia 2. Thế thì ta có được trị tuyệt đối của cos x cộng x0 trên 2 bao giờ cũng nhỏ hơn 1. Do vậy mà chúng ta thấy cái biểu thức này của chúng ta nhỏ hơn hay bằng 2 lần trị tuyệt đối của sin x trừ x0 trên 2. Mà ta lại có trị tuyệt đối của sin x trừ x0 trên 2 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ x0 trên 2. Do vậy mà chúng ta lại tiếp tục chặn nó bằng nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của x trừ x0 chia 2. Và lúc này thì chúng ta đã thấy cái bóng dáng của cái giả thiết của chúng ta chỗ này các em này. X trừ x0 trị tuyệt đối đây các em. Chúng ta thấy nha. 2 với 2 đơn giản đi hết rồi. Như vậy thì bây giờ ta thấy rằng còn lại là trị tuyệt đối của x trừ 0 và lúc này thì ta cho nó nhỏ hơn epsilon. Vậy thì lúc này ta thấy x trừ x0 nhỏ epsilon đây, cái delta của chúng ta đây. Nó phù hợp cái epsilon dưới này. Như vậy thì ta chọn luôn delta của chúng ta là gì? Là epsilon. Thì lập tức ta có được cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh. Tức là với mọi epsilon dương bao giờ cũng có một cái số delta phụ thuộc vào epsilon đó. Để cho x thuộc vào cái lân cận của delta thì dẫn đến fx trừ fx0 bé hơn epsilon, nghĩa là lim của fx khi x dần đến x0 bằng fx0. Do đó mà hàm số sin x của chúng ta liên tục tại mọi điểm x0 thuộc R. Bài học tới thì cái sin x liên tục trên R thì cái chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên, bởi vì đó là cái hàm số sơ cấp. Thôi thì bây giờ thì thầy muốn nhân tiện cái bài học đầu tiên, thầy chứng minh lại cho xem thông qua cái định nghĩa liên tục. Chúng ta vừa mới giải quyết xong cho cái ví dụ số 1.
Chúng ta xem tiếp ví dụ số 2. Thầy đề nghị chúng ta là đi xét tính chất liên tục của các hàm số f được xác định bởi hai biểu thức x nhân cho sin của 1 trên x khi x khác 0 và bằng 0 khi x bằng 0 tại một điểm thôi. Đó là x0 bằng 0. Tức là f có liên tục hay không tại x0 bằng 0. Thế thì thầy sẽ giải quyết như sau. Thầy đi tìm lim của f khi x dần đến 0 của cái hàm số f này cho bởi hai cái biểu thức này, bằng cái định lý kẹp mà trong cái chương giới hạn chúng ta có dịp làm quen với nó. Vậy thì thầy sẽ xét cái trị tuyệt đối của x nhân cho sin của 1 chia x. Thế thì chúng ta biết rằng trị tuyệt đối của sin 1 trên x bao giờ cũng nhỏ hơn 1. Do vậy nó nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của x. Mà khi x của chúng ta đang cần tìm lim khi x dần đến 0, lim khi x dần đến x0 tức là dần đến 0, thì rõ ràng cái trị tuyệt đối của x này nó sẽ tiến đến 0 khi x tiến đến 0. Do thế mà ta có được cái trị tuyệt đối của x sin 1 trên x dần về 0, nghĩa là lim khi x tiến đến 0 bỏ được trị tuyệt đối nó cũng dần đến 0. Mà số 0 này nó chính là ai vậy nhỉ? Nó chính là khi x bằng 0 thì f nó bằng 0 ngõ, nghĩa là số 0 nó chính là f0. Do thế chúng ta có lim khi x tiến đến 0 của f bằng f0, nghĩa là f của chúng ta liên tục tại x0 bằng 0. Thế thì chúng ta thấy cái việc mà đi chứng minh một cái hàm số liên tục tại một điểm thì thực sự nó cũng thông qua cái phần đi tìm giới hạn. Mà đi tìm giới hạn thì nó lại kèm theo nó ở những cái kỹ năng tính toán cái giới hạn. Chúng ta có thể dùng cái định lý kẹp như vừa rồi thầy trình bày cho các em. Hoặc chúng ta có thể dùng trực tiếp để chúng ta tính. Hoặc là chúng ta có thể dùng những cái đại lượng tương đương để chúng ta làm. Hoặc chúng ta có thể so sánh những cái vô cùng bé, vô cùng lớn để chúng ta thay thế. Thì tùy theo từng bài để chúng ta đi tìm cái giới hạn đó. Chúng ta sang tiếp ví dụ số 3. Đề bài yêu cầu chúng ta đi xét tính liên tục của hàm số fx bằng sin của 1 trên x khi x khác 0 và bằng 0 khi x bằng 0 cũng tại một điểm thôi. Đó là x0 bằng 0. Thế bây giờ cái giới hạn này nếu mà chúng ta theo dõi bài học trước thì chúng ta thấy cái giới hạn này nó không tồn tại. Nếu mà nó liên tục tại x0 thì với mọi dãy số xn dần đến 0 thì fxn của chúng ta phải dần đến f0 thì đó nó mới liên tục. Thế bây giờ nếu mà chúng ta nhận xét hai cái dãy số mà thầy bày cho như sau, đó là thầy xem cái dãy số thứ nhất an được xác định bởi an bằng 1 chia cho. Thầy làm sao để cho f cái an này nó dần về cái số 0, tức là an là dần về x0 đấy. Thế thì thầy sẽ xem cái hàm số này, cái dãy số này 1 chia b trên 2 cộng 2nb. Rõ ràng khi n tiến đến vô cực thì an của chúng ta tiến về x0, tức là tiến về 0. Thầy xem một cái dãy số khác, đó là bn, cũng cố gắng làm sao cho nó tiến về 0. Đó là 1 chia cho chẳng hạn 2nb. Rõ ràng khi n tiến ra vô cực thì bn của chúng ta cũng tiến về 0. Tức là cái số 0 này đã đóng cái vai trò là x0 trong lý thuyết của chúng ta. Vậy thì chúng ta xem tiếp. Ta đi tìm f của an nhé. Thế thì ở đây rõ ràng an của chúng ta không bằng 0 được. Do vậy nó lấy biểu thức ở trên, có nghĩa là bằng sin của, nghịch đảo cái an lên thì ta được là b trên 2 cộng 2nb, bởi vì 1 trên x mà, thì nghịch đảo lên. Thế thì sin của chúng ta biết rằng chu kỳ là 2b, như vậy cái 2nb này chúng ta có quyền ngắt bỏ, còn lại sin b trên 2. Sin b trên 2 ta biết nó bằng 1. Fan lúc nào cũng bằng 1, do vậy mà giới hạn của fan khi n tiến ra cộng vô cực đương nhiên bằng 1.
Một cách tương tự như vậy ta xét cái FBN. Thế thì BN, BN chúng ta cũng thấy nó khác không? Như vậy ta sử dụng cái biểu thức ở trên. Thì lúc này ta nghịch đảo lên, ta được sin của nghịch đảo được 2NB. Mà bi 2bi thì là chu kỳ của sin, bỏ luôn, còn lại sin không. Mà sin không thì ta biết nó bằng không. Và f của bn lúc nào cũng bằng không với mọi n, do vậy mà ta có được lim của f bn khi n dần ra cộng vô cực cũng bằng không. Và rõ ràng lim của fan và lim của f bn là nó mang hai giá trị khác nhau, 1001. Do vậy mà ta kết luận được rằng lim của fx khi x dần đến không nó không tồn tại. Mà nó không tồn tại thì đương nhiên cái hàm số này của chúng ta làm sao nhỉ? Rõ ràng là nó không có liên tục tại cái x0 của chúng ta. Tức là nó vi phạm vào cái điều kiện là f không liên tục tại x0, thì nếu f không xác định tại x0 thì cũng không liên tục. Hoặc là giới hạn của f tại x0 không tồn tại thì nó cũng không liên tục. Do vậy mà thường thì chúng ta hay nhầm một chuyện này. Tức là cứ nghĩ trong đầu rằng cái giới hạn của f nó phải tồn tại tại x0, rồi cái f cũng phải xác định tại x0, và chỉ cần hai cái điều đó khác nhau thì chúng ta bảo rằng f không liên tục tại x0. Điều đó thì cũng đúng, nhưng mà trong thực tế không hẳn lúc nào cũng như vậy cả. Chúng ta cần chú ý cái ví dụ mà thầy vừa mới xét cho vừa rồi. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 4. Đó là thầy cho xét tính liên tục một cái hàm số khá đặc biệt. Fx bằng 1 khi x của chúng ta là số hữu tỉ. Hoặc nó bằng 0 khi x của chúng ta là số vô tỉ. Thế thì xét liên tục của hàm số này trên AR luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem một cái x0 tùy ý thuộc R. X0 thuộc R thì có thể x0 này là hữu tỉ, có thể x0 là vô tỉ, tùy. Thế bây giờ thì chúng ta hãy xem hai cái dãy số mà thầy chọn sau đây. Thầy xem cái dãy số thứ nhất, thầy đặt tên cho nó là cái dãy số xn. Và cái dãy số xn này thỏa hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là xn của chúng ta toàn bộ đều là số vô tỉ hết. Đồng thời xn của chúng ta dần về x0 là cái điểm mà ta chọn ra trước. X0 là một cái số, là một cái số cố định mà thầy muốn chọn ra trước. Như vậy thì vấn đề đặt ra với chúng ta như thế này. Cái dãy số xn mà thầy vừa mới giới thiệu ra cho các em, nó có tồn tại hay không? Nghĩa là xn của chúng ta đều là những số vô tỉ cả, và nó dần về x0. Vậy thì cái dãy số xn ở đó có tồn tại trên thực tế hay không? Bây giờ chúng ta quan sát, thầy chỉ ra cho các em coi một cái dãy số cụ thể để chúng ta tin cái điều đó nhé. Thế bây giờ chúng ta giả sử rằng x0 thuộc R thì có khả năng x0 là số hữu tỉ hoặc x0 là số vô tỉ. Và chịu khó theo dõi bởi vì thầy không viết ra trên màn hình. Giả sử x0 của chúng ta là số hữu tỉ các em nhé. Thế thì thầy sẽ xem cái dãy số xn là như sau. Nó bằng 1 chia cho bi, nb. Bi là số vô tỉ, nhân cho n đương nhiên là số vô tỉ. 1 chia cho một số vô tỉ cũng đương nhiên là vô tỉ. Mà vừa rồi thầy bảo x0 là số gì? Hữu tỉ. Thầy cộng cho x0. Một số hữu tỉ cộng cho một số vô tỉ, như vậy thì ở đây là số, toàn bộ là số vô tỉ. Vậy rõ ràng xn của chúng ta là số vô tỉ. Và khi n của chúng ta dần về vô cực thì 1 chia nb dần về 0. Do vậy xn là dần về x0. Như vậy ta thấy cái hình ảnh của dãy số xn này chưa nào? Vậy thì bây giờ một vấn đề đặt ra, lỡ x0 này của chúng ta không phải là hữu tỉ mà là vô tỉ, thì cái dãy số xn này có tồn tại hay không? Tồn tại thôi. Bây giờ xem nhé.
Nếu mà x0 là vô tỷ thì thầy chọn chỗ này nó là 1 chia n. Thì rõ ràng 1 trên n là số hữu tỉ. Mà hữu tỉ mà cộng cho x0 là vô tỉ thì đương nhiên nó là vô tỉ. Mà khi n là tiến ra vô cực thì rõ ràng xn là tiến về x0. À như vậy thì rõ ràng cái dãy số xn này mà chúng ta xem hoàn toàn là hợp lệ, hoàn toàn là tồn tại trong thực tế. Đấy, các em đồng ý nhé. Đấy, thầy thuyết phục cho được cái chuyện đó rồi đấy. Rồi như vậy thì chúng ta lại nói lại. Một cái dãy số xn là thỏa hai điều. Thứ nhất, xn là toàn bộ là số vô tỉ và xn là tiến về x0. À như vậy thì ta có được ngay lúc này fx lim của fxn là khi n là tiến ra vô cực, có nó là ai nhỉ? Thế thì do xn là số vô tỉ cho nên fxn nó phải bằng 0. Vì khi nó bằng 0 khi x vô tỉ mà fxn là bằng 0 thì đương nhiên khi n là dần đến vô cực nó cũng bằng 0 thôi nhé. Rồi, chuyện thứ nhất. Bây giờ ta xem tiếp một cái dãy số thứ hai mà thầy chọn là dãy số IM. Cũng thỏa hai điều kiện như vừa rồi nhưng bây giờ IN là số hữu tỉ, là các số hữu tỉ và IN cũng dần về x0. Và chúng ta cũng đi tìm lim của FIN khi N là tiến đến cộng vô cực. Do IN của chúng ta là số hữu tỉ cho nên FIN là lúc nào cũng bằng 1. Nghĩa là cái giới hạn này đương nhiên cũng bằng 1. Vậy thì f của xn lim khi n là tiến đến cộng vô cực khác với lim của fxn khi n là tiến đến cộng vô cực. Một bên là số 0, một bên là số 1. Do đó mà lim của fx khi x tiến đến x0 không tồn tại. Mà không tồn tại nghĩa là nó không liên tục tại x0. Mà các em lưu ý nhé, x0 của chúng ta thuộc R. Tức là cái hàm số này của chúng ta này là nó không liên tục tại mọi điểm x0 thuộc R. Đây là một cái hàm rất đặc biệt. Và chúng ta biết cái hàm này có một cái tên đó là hàm Dirichlet. Phải không? Bằng 1 khi x ra hữu tỉ, bằng 0 khi x vô tỉ, hàm khá quen thuộc, hàm số Dirichlet của chúng ta. À như vậy thì cái hàm của chúng ta nhớ là một cái hàm khá đặc biệt, đó là nó gián đoạn tại mọi điểm trên R, một cái hàm số hay. À, như vậy thì chúng ta lại vừa mới chấm dứt cho xong ví dụ số 4. À, như vậy thì chúng ta tưởng tượng một cái hình ảnh liên tục như thế này là các em. Nếu mà chúng ta xét trên cái không gian hai chiều R2 thì chúng ta diễn tả một cái hàm số liên tục trên một khoảng bằng đồ thị thì nó phải là một cái đường cong liền nét, không bị đứt, nó không bị đứt quãng, một đường cong liền từ A đến B, nó phải liền. Thế cái đường cong đó của chúng ta mà nó đứt chỗ nào thì tại đó nó không liên tục và người ta gọi đó là chỗ gián đoạn. Cái hàm số Dirichlet vừa rồi thầy mới giới thiệu cho các em thì các em thấy nó không liên tục tại mọi điểm thuộc R. Vậy thì hãy hình dung được trong đầu khi chúng ta diễn tả cái hàm số đó ra bằng đồ thị thì không có cái điểm nào mà nó liền được với cái điểm nào trên toàn bộ trục số. Và khi đó thì chúng ta cứ hình dung được cái tập hợp số thực, nó bao gồm cả số hữu tỉ lẫn các số vô tỉ, nó đan xen với nhau, nó dày đặc. Và khi mà chúng ta diễn tả nó ra trên cái đồ thị thì cái hàm của chúng ta không có một điểm nào liền được với cái điểm nào gián đoạn tại mọi điểm trên R. Và chúng ta vừa mới xong được ví dụ số 4. Chúng ta tiếp ví dụ số 5. Xét tính liên tục của hàm số fx bằng sin x chia cho trị tuyệt đối của x khi x khác 0 hoặc bằng 1 khi x bằng 0 tại cái điểm x0 bằng 0. Thế thì có một cái chúng ta thường thì chúng ta muốn giải chúng ta phải nhớ phá cái trị tuyệt đối của x này đi đấy. Cho nên ở đây thì để mà phá thì thầy cũng chả phá bằng cách là thầy đi
chia ra làm hai cái giới hạn trái và phải để mà phá cái nhu cầu, phá cái chỉ tuyệt đối của x. Thế thì muốn xét tiến liên tục thì ta phải đi xét cái lim của f khi x tiến đến 0 bằng cách chia nó ra làm hai, trái và phải để phá chỉ tuyệt đối của x. Thế thì ta có lim của f khi x tiến đến, ví dụ thầy cho tiến về bên phải. Khi tiến đến 0 thì 0 cộng thì có nghĩa là x dương. X dương. X dương do vậy mà chỉ tuyệt đối của x này nó bằng chính nó, tức là bằng x. Mà chúng ta có được khi x dần đến 0 sin x chia x thì ta biết nó bằng 1. Đúng không nào? Thế rồi bây giờ tương tự như vậy. Thì một là ta thấy nó bằng f không? Như vậy thì trước hết chúng ta có một kết luận sơ bộ, đó là f của chúng ta trước mắt liên tục bên phải tại x0 bằng 0. Vậy thì bây giờ chúng ta còn quan tâm đến một chuyện nữa là nó có liên tục bên trái tại x0 bằng 0 hay không. Nếu nó vừa liên tục bên phải, nó vừa liên tục bên trái thì đương nhiên f của chúng ta liên tục tại x0 bằng 0. Bằng cách sau đây, muốn xét bên trái thì chúng ta đi tìm lim của f khi x tiến đến 0 trừ các em. Mà khi x tiến đến 0 trừ thì có nghĩa là x của chúng ta âm. Âm do vậy mà sin x, ta viết lại nhớ, trị tuyệt đối của x nó bằng trừ nó, tức là bằng trừ x. Mà sin x chia cho trừ x thì giới hạn khi x tiến đến 0 bằng trừ 1. Cái này định cái giới hạn này quen thuộc rồi. Và quan sát thì trừ 1 rõ ràng nó không có phải là f0, tức là nó khác f0. Bởi vì f0 của chúng ta bằng 1. Như vậy có nghĩa là f của chúng ta không liên tục bên trái tại x0 bằng 0. Vậy một bên thì liên tục bên phải và không liên tục bên trái thì ta kết luận được gì về cái hàm số này? Thì rõ ràng nó không liên tục tại x0 bằng 0. Bởi vì nó muốn liên tục tại x0 bằng 0 thì hàm số của chúng ta vừa phải liên tục bên trái, vừa phải liên tục tại cái x0 bằng 0. Thế thì chúng ta qua cái ví dụ số 5 này nè, các em thấy như vậy này. Một hàm số có khả năng liên tục bên phải tại x0 nhưng không liên tục bên trái tại x0 thì x0 đó vẫn là điểm gián đoạn. Hoặc ngược lại, nếu liên tục bên trái và không liên tục bên phải tại x0 thì x0 đó cũng là điểm gián đoạn của hàm số. Và bài học sau thì chúng ta sẽ phân biệt rất rõ cái tính chất của điểm giới hạn, cái điểm giới gián đoạn, thầy nói nhầm, thầy sẽ phân biệt rõ cái tính chất của điểm gián đoạn để chúng ta thấy được những điểm gián đoạn nào có thể bỏ được, những điểm gián đoạn nào là loại 1, những điểm gián đoạn nào là loại 2. Thôi thì cái chuyện đó chúng ta sẽ xét sau. Thế bây giờ trước mắt thì ngày hôm nay thầy muốn chỉ dừng lại ở cái chuyện đi xét cái tính chất liên tục của hàm số tại một điểm thôi. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 6. Đó là xét tính liên tục của hàm số f bằng 1 chia cho 1 cộng ơ mũ 1 chia x trừ 1 khi x khác 1 và bằng 1 khi x bằng 1 tại điểm x0, 1 tại một điểm thôi. Thế thì bây giờ muốn xét tính liên tục này thì chúng ta cũng phải đi xét cái giới hạn của hàm số f tại cái x0 bằng 1 này như thế nào. Thì thầy sẽ chia ra làm hai giới hạn phải trái cho các em thấy và các em sẽ hiểu được tại sao thầy chia ra trái phải. Thế thì bây giờ trước hết thầy đi tìm lim của hàm số f khi x dần đến 1 bên tay phải. Tức là x lớn hơn hẳn 1. Thì các em để ý cái chỗ phân số 1 chia x trừ 1. X lớn hơn 1 cho nên x trừ 1 sẽ dần về 0 và dần về 0 mà nó là số dương. Mà 1 chia trong số dương mà nó dần về 0 thì đương nhiên chỗ này nó tiến đến cộng vô cực. Ơ lý thừa cộng vô cực bằng cộng vô cực. 1 chia cộng vô cực bằng 0. Vậy giới hạn này của chúng ta bằng 0. Và rõ ràng nó không có bằng F1. Bởi vì F1 nó bằng 1. Như vậy thì hàm số f của chúng ta không liên tục bên phải tại x0 bằng 1. Điều này đủ để chúng ta kết luận rằng hàm số của chúng ta không liên tục tại x0 bằng 1. Không cần phải tìm ra bên trái nữa. Thế à? Nhưng ở mặt đây thầy vẫn tìm ra bên trái để chúng ta thấy cho nó rõ. Đó là thầy xét đi lim khi x tiến đến 1 trừ.
một trừ thì cái x này của chúng ta là nó bé hơn một, cho nên cái phân số 1 chia cho x trừ 1 tiến đến trừ vô cực. Lũy thừa trừ vô cực bằng 0, 1 chia 1 bằng 1. Như vậy ra bằng 1. Mà 1 nó chính là F1. Có nghĩa là nó lại liên tục bên trái. Dù nó liên tục bên trái nhưng nó không liên tục bên phải, chúng ta cũng kết luận nó không liên tục tại x0 bằng 1. Thầy vừa mới chấm dứt được cho các em ví dụ số 6. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay thì cũng kết thúc. Hôm nay thì chúng ta trình bày một số những cái khái niệm cơ bản về liên tục. Thế bài học sau thì chúng ta vẫn tiếp tục cái bài liên tục nữa, hơi sâu hơn một chút, cũng tiếp tục một số những ví dụ để chúng ta thấy. Thế thầy chào các em, hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.